hướng dẫn mọi người cách mở khóa tốc độ xe điện QG Type trong một nốt nhạc nhé. Đây là thẻ mở khóa thần thánh này, anh em chỉ cần tắt khóa này, mở ấn vào đây này, khi nào mà cái chữ go này, đấy lên đây cái xe là mình mở rồi, cái chữ go này nó chuyển màu xanh thì nó không được này, anh em rút ra này, để vào này, đấy bây giờ mà nó chữ go nó chuyển thành màu đỏ là được nhá. Đây đó, màu đỏ rồi, ok, anh em thử luôn cho mình nhá. Cảm giác đi nó không bị tưng tưng mà rất là mạnh hơn này. Đấy. Anh em nghe tiếng động cơ nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều nhá. Thẻ này thì có tác dụng được vừa khóa tốc độ vừa mở tốc độ nhá. Xe điện Ahil, chào các bạn.